Chưa 1121, cốc cây dị thú mặc dù tầng mây chỉ là hơi tan ra đã hợp lại, nhưng Hàn Sâm vẫn nhìn thấy rõ ràng, cốc cây màu tím kia không phải là sống ở trong bùn đất trên đỉnh núi hoặc là trong đá núi, mà là sinh trưởng ở trên người một con sinh vật cực lớn hệt như hồng hoàng dị thú, mới chỉ nhìn thoáng qua, cảnh tượng kinh khủng kia đã khắc sâu vào trong óc Hàn Sâm, cốc cây cắm rễ ở bên trong máu thịt của sinh vật cực lớn, giống như là dựa ở thân thể dị sinh vật cung cấp chất dinh dưỡng mà sống, tình cảnh như vậy trước kia Hàn Sâm cũng đã từng thấy qua, dàn dây hồ lô sinh ra bảo nhi chính là cuốn lấy xương cốt của một con dị thú, thoạt nhìn rất giống với gốc cây màu tím này. Nhưng mà gốc cây sinh ra Bảo Nhi đã bị khô héo, hơn nữa nhìn tựa hồ cũng có vẻ không phải là một kiểu với gốc cây màu tím này, huống hồ vừa rồi Hàn Sâm quét mắt qua một cái, cũng không thấy bên trên gốc cây màu tím kia sinh ra hồ lô, gốc cây màu tím này sẽ không phải là thân thích của Bảo Nhi đấy chứ? Vừa rồi Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám khẳng định bên trên không có hồ lô, hơn nữa cho dù là không có hồ lô, cũng có khả năng là còn chưa mọc ra, Bảo Nhi cố chấp muốn đi theo Ngư Vương sông lên đỉnh núi như vậy, bên trong nhất định có liên hệ gì đó nếu không bảo nhi làm sao lại để ý như vậy lúc hàn sâm đang suy tư ngư vương gắng gượng vượt qua nỗi khổ bị vạn luồng ánh sáng màu tím cạo thể kéo lấy thân thể đậm máu điên cuồng bay lên dĩ nhiên đã xông vào bên trong tầng mây kia cái đuôi giống như kim hà với một cái khiến cho tầng mây vỡ ra tứ tán lộ ra một mảnh trời quang đãng vò tới phía gốc cây màu tím trên đỉnh núi ánh sáng tím ở phía trên gốc cây lại tỏa ra chỉ là lúc này đây đã hóa thành lưỡi đào ánh sáng rơi xuống phía trên gốc cây bay ra từng đoàn từng đoàn bóng đen đó là từng con ong màu tím lớn cỡ nắm tay giống như là đám mây màu tím che trời bao phủ tới ngư vương Bảo Nhi vẫn một mực ngồi ở trên lưng Ngư Vương không có động tĩnh rốt cục đã động, vỗ tay một cái lên trên tiểu hồ lô, lập tức phát ra lực hút vô cùng mạnh mẽ, hút tới bảy ong màu tím đầy trời, trong chốc lát đã hút toàn bộ bảy ong màu tím vào trong tiểu hồ lô, ngay cả một con đều không để lại. Bành, thân thể Ngư Vương đã rơi lên trên đỉnh núi, rơi vào bên cạnh gốc cây màu tím, một lần nữa mượn lực bay lên đánh về phía gốc cây màu tím, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và vẻ bức thiết, hàn sâm nhìn bộ dáng của Ngư Vương, tựa hồ là muốn gặp ăn gốc cây màu tím nhưng mà ngư vương còn chưa đụng phải gốc cây màu tím đã thấy con dị thú bị gốc cây màu tím ký sinh kia thoáng cái đứng lên đầu lâu húc lên trên người ngư vương lập tức húc ngư vương bay ra ngoài trên người ngư vương bị xé nếp ra một vết thương đáng sợ máu tươi chảy ra như suối dùng dị thú phát ra tiếng gầm giận dữ mang theo gốc cây màu tím trên người lần nữa đánh tới cá đèn lồng bay vương trên khuôn mặt thú có ánh sáng màu tím lưu truyền hào quang vạn trượng ánh sáng màu xích kim trong cơ thể phi ngư vương lại lái lên toàn thân vàng lộng lẫy cùng dị thú kia chiến thành một đoàn ánh sáng màu tím cùng vàng rực ở trên trời giao thoa lưu truyền xoắn nát biển mây ngàn dặm hóa thành mưa to rơi xuống hàn sâm vỗ cánh bay lên ngược mưa phá tan đám mây đứng ở xa xa trên bầu trời quan sát đại chiến kinh thiên động địa kia một cá một thú đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng mặc dù là hóa thân siêu cấp đến linh hàn sâm cũng không có lòng tin địch lại bất kỳ một con nào trong đó hàn sâm quan sát hồi lâu phát hiện ra con dị thú kia khác với con cự thú sinh ra gốc cây bảo nhi quấn quanh lúc trước mặc dù con cự thú lúc trước kia đã chỉ còn lại có xương cốt nhưng mà xem xét liền biết không phải là cùng một loại sinh vật với con dị thú này con dị thú này có xương như hùng dương đầu có hai sừng đuôi giống như liêm đao mặc dù máu thịt uể oải nhưng mà từ hình thể lại có thể nhìn rõ ràng xương cốt của nó hoàn toàn khác với con cự thú ở bên trong không gian thứ hai tí hộ sở đến cùng bảo nhi có quan hệ gì với gốc cây này đây trong lòng hàn sâm khó hiểu lúc này đã có thể thấy rõ ràng toàn cảnh gốc cây màu tím kia một gốc cây dây leo ký sinh ở trên người dị thú cực kỳ quỷ dị khiến người kinh hãi trên người dị thú kia sinh ra rất nhiều dây leo giống như xúc tua vậy hàn sâm cũng không thấy các loại đồ đạc như trái cây ở phía trên càng không nhìn thấy hồ lô cũng không biết là bởi vì bị gốc cây màu tím hút hết sinh cơ hay là dị thú này vốn cũng không phải là đối thủ của ngư vương nếu như chỉ là sức một mình dị thú chống lại ngư vương chỉ sợ hiện tại đã rơi xuống hạ phong nhưng mà gốc cây màu tím trên người dị thú có từng sợi dây leo quất ra quất cho ngư vương máu tươi vàng rực văng giàn ruộng ngư vương chiến đấu thắng dị thú kia nhưng lại không phải là đối thủ của gốc cây màu tím kia thế nhưng mà ngư vương một chút ý tứ buông tha cũng không có toàn thân đã ra chốc thịt bong giống như huyết ngư nhưng vẫn liều mạng nhào tới cũng không biết nó dốc sức liều mạng như vậy là vì cái gì mắt thấy sinh cơ của ngư vương càng ngày càng yếu một sợi dây lao quấn quanh ở trên người nó khiến cho ngư vương muốn di động đều khó mà làm được con dị thú kia xông lại sừng trên đầu húc thân thể ngư vương vỡ ra mang theo huyết nhục bay đầy trời rơi xuống núi trực tiếp ngã vào trong hồ máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả mảng lớn hồ nước hình thành từng con sóng máu quay cuồng lúc này đây ngư vương đã không thể lao tới giống như trước đó nữa đã qua một hồi lâu thân thể ngư vương mới chậm rãi nâng lên chỉ là hiện tại trên người ngư vương đã không còn vàng son lộng lẫy giống như lúc trước ánh sáng màu vàng đỏ trong cơ thể chập chờn như ánh nến trong gió thoạt nhìn tượng như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt phía trên thân thể to lớn răng đầy vết thương vảy cá đã sớm bị lột bỏ sạch sẽ khắp nơi đều là vết thương có thể nhìn thấy xương cá bộ dạng máu thịt be bé bét kia khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng ngư vương dãy dụ bơi ở trong hồ muốn lần nữa vung vây cá bay lên đỉnh núi nhưng cuối cùng lại không còn khí lực nữa chỉ nhảy lên chưa đến 10 mét liền đã rơi xuống đập cho bọt nước sóng lớn quay cuồng Bảo Nhi ngước nhìn đỉnh núi ở trong tầng mây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà tựa hồ lại có chỗ kiêng kỵ, Hàn Sâm thấy con Ngư Vương kia đã chỉ còn lại có nửa hơi, liền nhảy lên trên người Ngư Vương, rách Bảo Nhi từ trên lưng nó lên. Chiến đấu vừa rồi kịch liệt như vậy, Bảo Nhi ngồi ở trên người Ngư Vương vậy mà không hề có một chút tổn thương nào, cũng không biết là do Ngư Vương tận lực giữ gìn, hay là dị thú cùng gốc cây bên trên đỉnh núi kia cũng không muốn thương tổn cô bé. Bảo Nhi, con rốt cuộc muốn làm gì thế? Hàn Sâm ôm Bảo Nhi hỏi, hắn thật sự quá hiếu kỳ, chỉ có Bảo Nhi mới có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng hắn. Bảo Nhi nhìn lên đỉnh núi nói ra, ba ba, Bảo Nhi muốn dây leo, còn muốn gốc cây kia làm gì? Hàn Sâm cũng đã nghe rõ một chút, muốn, Bảo Nhi nghiêm túc nói ra. Hàn Sâm có chút im lặng, lại hỏi thêm vài câu, nhưng không hỏi ra nội dung chính gì. Thoạt nhìn cũng không phải là Bảo Nhi không muốn nói cho hắn biết, chỉ sợ liền chính Bảo Nhi cũng không biết là nguyên nhân gì. Cô bé cũng nói không rõ ràng được, chỉ nói là muốn. Thấy không hỏi ra cái gì, Hàn Sâm đành phải buông tha việc tiếp tục hỏi, Xúc phượng hoàng thần kiếm ra muốn chém giết ngư vương dưới chân, đây rất có thể là một con sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra mười đạo khóa gen hoặc là bạo tẩu, giết tự nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại nó đã hấp hối rồi, cơ hồ là không có sức hoàn thủ, đúng là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Ba ba đừng giết nó, Bảo Nhi lại đột nhiên ngăn cản Hàn Sâm. Vì sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi chưa từng làm những chuyện tương tự. Bảo Nhi nhìn lên đỉnh núi, hoa tay múa chân nói, Bảo Nhi ba ba không phải là đối thủ về sau còn cần sự trợ giúp của nó. Chương 1122, vạn trùng lâm về sau, trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh thoạt nhìn bảo nhi vô cùng có chấp niệm với gốc cây kia vẫn muốn một lần nữa đến cướp đoạt hơi do dự một chút hàn sâm vẫn buông tha cho việc chém giết ngư vương giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết đối với hàn sâm cũng không tính là chuyện rất khó không cần phải bởi vì một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà làm cho bảo nhi mất hứng hơn nữa hàn sâm cũng hết sức có ý tưởng đối với gốc cây dị thú trên núi nếu như về sau con ngư vương này còn có thể hỗ trợ lưu lại một mạng cho nó cũng không thiệt thòi hàn sâm mô phỏng lôi điện màu bạc của tiểu ngân ngân đánh lôi điện lên trên vết thương của ngư vương bởi vì động huyền kinh mở ra khóa ghen quá thấp tố chất thân thể của con ngư vương này quá mạnh lôi điện màu bạc phát huy ra tác dụng cũng nhỏ hơn rất nhiều trọn vẹn qua thời gian nửa ngày hàn sâm đã sắp mệt tới đánh không ra lôi điện nữa rồi thương thế tương đối nghiêm trọng trên thân thể con ngư vương kia mới có chút chuyển biến tốt đây nhất định là một con sinh vật siêu cấp thần huyết bảo tàu hàn sâm thấy tố chất thân thể của ngư vương mạnh mẽ như vậy trong lòng đã xác định tám chín thân thể của ngư vương đã chuyển biến tốt một chút nhìn thoáng qua ngọn núi lớn đã sớm bị biển mây bao quanh một lần nữa trong mắt tựa hồ tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà lại không thể làm gì, vẫy đôi rời khỏi hồ lớn hướng về hạ du bơi đi. Bảo Nhi nhìn ngọn núi lớn kia cũng hơi lộ ra vẻ thất lạc, Hàn Sâm ôm cô bé đứng ở trên lưng ngư Vương, nhưng trong lòng đang suy nghĩ tới liên hệ giữa gốc cây dị thú kia và Bảo Nhi. Cá lớn xuôi dòng thẳng xuống dưới, bơi nửa ngày, rốt cục đã gặp được nữ hoàng dọc theo bờ sông mà đến. Nữ hoàng thấy con cá lớn kia mình đầy thương tích, vẩy cá trên người cũng bị mất, lộ ra vẻ kinh nghi. Hàn Sâm thu hồi kim mau hống lại, lại để cho nữ hoàng cũng lên trên lưng cá lớn, đem chuyện vừa xảy ra nói đại khái một lần, chỉ là xóa đi bộ phận có liên quan tới Bảo Nhi bên trong tí hộ sở còn có rất nhiều bí mật chưa hiểu rõ chúng ta cũng khó có thể đoán được ngọn nguồn của nó con ngư vương này liều mạng như vậy chỉ sợ là gốc cây kia có lợi ích khổng lồ đối với nó nếu không tuyệt đối sẽ không lấy mạng ra đánh cược sau khi nữ hoàng nghe xong liền nói ra hàn sâm khẽ gật đầu hắn cũng muốn biết đến cùng là gốc cây kia có lợi ích gì chỉ là hiện tại thực lực của hắn chưa đủ nếu như sau này có cơ hội nói không chừng còn có thể mượn lực lượng của con ngư vương này đấu một trận với gốc cây dị thú kia ngư vương thuận dòng mà xuống cùng bảy cá đèn lồng tụ hợp ở một chỗ Vô số cá đèn lồng vây quanh ngư vương mà đi, đều tới hôn lên vết thương cùng máu đen trên người ngư vương, lúc mỗi con cá đèn lồng hôn lên vết thương trên người ngư vương, đều tự hồ hộc ra một chút vầng sáng đèn lồng ở trong thân thể, vầng sáng kia theo miệng vết thương chảy vào trong cơ thể ngư vương, khiến cho ánh sáng màu vàng đỏ trong cơ thể nó một lần nữa phát sáng lên, sinh cơ cũng dần dần khôi phục, càng ngày càng có nhiều cá đèn lồng cống hiến ánh sáng của mình cho ngư vương, vết thương trên người ngư vương cũng dần dần khép lại, lại bắt đầu sinh trưởng ra vài giáp màu vàng ròng, xem cảnh tượng kỳ diệu này, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn từ trên lưng ngư vương rời đi để tiếp tục chạy đi bảo nhi lại lôi kéo hàn sâm lại chỉ chỉ vào con ngư vương kia nói ra ba ba nó tiện chúng ta tiện chúng ta nó biết chúng ta muốn đi đâu sao hàn sâm nghi ngờ hỏi nó nhìn thấy người giống như chúng ta bảo nhi nói hàn sâm cùng nữ hoàng nước mắt nhìn nhau liền không cưỡng cầu rời đi nữa ngồi ở trên lưng ngư vương mà đi nếu như có thể tìm được một tí hộ sở có nhân loại tụ tập vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi sinh cơ của ngư vương đã khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn phá sóng rẽ nước bơi vào trong nhánh sông mang theo bọn hàn sâm một mực đi xuống hạ du không đến một ngày ngư vương ngừng lại ở trong một con sông chậm rãi bơi về phía bên cạnh bờ hàn sâm nhìn lại trong lòng lại cảm thấy vui vẻ ở bờ sông đằng kia hàn sâm vậy mà thấy được mấy bụi kinh cước, mặc dù chỉ là mấy bụi thấp lè tè phần lớn cũng đều là thực vật bình thường nhưng mà ít nhất đã nói rõ vùng này có kinh cước sinh trường nói không chừng chỗ này đã cách kinh cước tùng lâm không xa ba người nhảy lên trên bờ ngư vương lắc lắc cái đuôi đối với bọn họ ở trong nước bơi vài vòng lúc này mới mang theo đàn cá đèn lồng rời đi bảo nhi lần sau phải làm như thế nào mới có thể tìm được con ngư vương này hàn sâm nhìn mặt sông rộng lớn đây chỉ là một nhánh sông cũng đã rộng lớn như vậy lần sau muốn đi tìm con ngư vương này cũng không biết là phải đi đâu để tìm nó sẽ còn đến đó bảo nhi vô cùng khẳng định nói mắt to lại nhìn về phía phương hướng ngọn núi lớn kia giống như vẫn còn hết sức không cam lòng hàn sâm cũng không có biện pháp gì xem thực lực của gốc cây dị thú cho dù hắn biến thân thành siêu cấp đế linh đi lên cũng vô dụng giống như ngư vương cũng là đi chịu chết cũng may là hình như gốc cây dị thú có điều kiên kỵ gì đó một mực chưa từng rời khỏi đỉnh núi nếu không con ngư vương kia cũng không có cơ hội sống sót chỉ có thể đợi sau khi thực lực tăng lên lại đến cướp lấy gốc cây kia thôi hàn sâm ôm bảo nhi dọc theo bờ sông đi tới trên bờ sông có một ít đường nhỏ do nhân loại nhiều lần hoạt động dẫm ra xem những dấu chân đó hẳn là nhân loại hoạt động ở đây không thể nghi ngờ quả nhiên cũng chỉ mới đi được hơn 10 dặm đường nhìn thấy trong rừng cây trước mặt có một tòa lâu đài cổ hơn nữa ở bên trong vùng rừng rậm kia còn có thể nhìn thấy nhân loại đang săn giết dị sinh vật anh bạn cậu từ đâu tới đây có nhân loại thấy được bọn hàn sâm lập tức có người đi tới hỏi chúng tôi ở tí hộ sở gần kinh cước tùng lâm đi lạc ở trong kinh cước tùng lâm mới tới đây không biết đây là nơi nào hàn sâm thử thăm dò nói ra mấy người thật sự là quá may mắn xuyên qua kinh cước tùng lâm mà không chết vận may này đúng là không phải bình thường người nọ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói hàn sâm nghe y nói ở đây vậy mà thật sự có kinh cước tùng lâm lập tức vui mừng quá đỗi cặn kẽ hỏi người nọ tình huống nơi này cánh rừng rậm này gọi vạn trùng sâm lâm vô cùng gần với kinh cước tùng lâm một mặt tiếp xúc với kinh cước tùng lâm ba mặt khác đều là màng lớn thủy vực khủng bố ở đây cũng chỉ có một tí hộ sở cấp quý tộc như vậy cũng không biết bởi vì sao lại biến thành tí hộ sở chống không không có dị linh tồn tại nhân loại ngẫu nhiên đến tí hộ sở này liền sinh tồn ở ngay chỗ này cũng may là mặc dù ở trong kinh cước tùng lâm cùng thủy vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng mà mảnh vạn trùng xâm lâm này vẫn tính là an ổn rừng rậm trước mặt có diện tích rất lớn tộc đàn sinh vật bình thường sinh vật nguyên thủy cùng sinh vật biến dị bên trong cũng có rất nhiều rất dễ dàng cho nhân loại sinh tồn và tiến hóa nhân loại có thể tới nơi này cũng coi như là vô cùng may mắn ba người đi vào trong tí hộ sở người nơi này cũng vô cùng nhiệt tình bởi vì nhân số cũng không có nhiều tài nguyên xung quanh lại rất phong phú. Siêu việt giả nhân loại nơi này không có quan hệ cạnh tranh quá lớn, trên cơ bản đều là trợ giúp lẫn nhau cùng một chỗ săn giết dị sinh vật tiến hóa, rõ ràng là có thể cảm giác được không khí nơi này rất tốt. Hàn Sâm cùng nữ hoàng tạm thời ở lại bên trong tí hộ sở này, Hàn Sâm trở lại liên minh tìm một ít tư liệu, muốn đoán xem mình đang ở vị trí nào so với kinh cước Tùng Lâm, nếu như có thể, trực tiếp để cho tí hộ sở dưới mặt đất di động qua là được rồi. Hàn Sâm cũng có ý đồ đối với gốc cây dị thú trên núi lớn kia, có thể ở lại khu vực này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Chương 1123 lại thấy xào huyệt sau khi hàn sâm trở lại liên minh thật sự để cho hắn dùng chút tư liệu ít đến thương cảm kia phân tích ra vị trí đại khái của vạn trùng xâm lâm hàn sâm ở lại chỗ này sau đó thông báo cho sát đan nữ đế để cho cô ta di động tí hộ sở dưới mặt đất đến khu vực này nhưng mà bởi vì khoảng cách di động của tí hộ sở dưới mặt đất trong mỗi ngày có hạn căn cứ theo phỏng đoán của hàn sâm ít nhất phải hơn một tháng tí hộ sở dưới mặt đất mới có thể đến đây tí hộ sở này tên là trùng sao tổng cộng cũng chỉ có ba bốn nhân loại đều là ở thời đại khác nhau ngẫu nhiên truyền tống tới nơi này một vị già nhất đều đã đi tới đây hơn một trăm năm bởi vì nguy hiểm ở nơi này tương đối ít coi như là may mắn hơn những siêu việt giả tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, được sự giúp đỡ của tiền bối đó cũng có thể sinh hoạt không tệ, cho nên trên cơ bản thì siêu việt giả có thể tới nơi này đều sống sót, nghe người bên trong tí hộ sở nói, hơn 100 năm qua, ở đây tổng cộng mới chết 4 năm người mà thôi, có hai người là vì đi nhầm vào sao huyệt dị sinh vật mà chết, người khác thì là đi vào kinh cước tùng lâm hoặc là vào trong thủy vực săn giết dị sinh vật, kết quả rơi vào kết cục chết không toàn thây, ở đây thậm chí còn có xảo huyệt dị sinh vật, chuyện này có chút vượt quá ý liệu của Hàn Sâm, trùng gia nói, cái xảo huyệt dị sinh vật này ở ngay trong trung ương vạn trùng xâm lâm, Bên trong có rất nhiều dị sinh vật đáng sợ, bằng lực lượng của bọn họ căn bản khó có thể xông vào đánh vỡ trứng dị sinh vật, cho nên ngoại trừ hai nhân loại đi nhầm vào bên trong, những năm này cũng không có ai dám tới gần chỗ đó nữa. Trùng gia chính là chủ nhân của trùng rào tí hộ sở, kỳ thật nói là chủ nhân, không bằng nói là một tiền bối thì thỏa đáng hơn, trùng gia là nhân loại truyền thống đến tí hộ sở này sớm nhất, thời gian ở dài nhất, lại đức cao vọng trọng nhất, cho nên liền được đề cử làm quản lý, nói là quản lý, phần lớn cũng đều là trùng gia trợ giúp người khác mỗi lần có nhân vật mới truyền tống đi vào trùng sao đều là đi theo trùng gia học tập đạo sinh tồn ở nơi này trước bình thường trùng gia đều miễn phí đưa cho người mới một ít thú hồn để cho bọn họ có thể sinh tồn được ở chỗ này chỉ ít là có năng lực săn giết sinh vật bình thường không đến mức mới đi ra đã chết cho nên bên trong tên trùng gia có một chữ gia đây là tôn xưng không chỉ là đối với tuổi của ông ta còn là đối với phẩm đức của ông ta về phần tại sao lại gọi là trùng gia đó là bởi vì trùng gia ưa thích nơi thú hồn dùng vật hơn nữa đều là một ít thú hồn sùng vật dạng côn trùng tùy tiện một chiêu chính là vài chục thú hồn côn trùng trùng điệp đi ở bên cạnh ông ta cho nên mới có cái danh hiệu trùng gia này. Về phần tên vốn có của ông ta là gì, đã không có người nào còn nhớ được. Trên cơ bản là nhân vật mới đi tới chỗ này đều từng được trùng gia đưa tặng thú hồn dùng vật dạng côn trùng, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng mà dùng để săn giết sinh vật bình thường thì vẫn có trợ giúp rất lớn, coi như là dùng vật thiết yếu của siêu việt giả mới tiến hóa ở đây. Lúc Hàn Sâm nhìn thấy trùng gia, ánh mắt của trùng gia nhìn hắn có chút cổ quái, mặc dù chỉ là cảm giác trong tích tắc, sau đó liền không còn khác thường gì nữa, nhưng mà bởi vì Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh cùng bang cơ ngọc cốt thuật, đối với ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm, cho nên hắn vẫn đã nhận ra khác thường của trùng gia trong tích tắc kia, nhưng mà Hàn Sâm cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là trùng gia biết hắn, biết rõ thân phận của hắn mà thôi, dù sao người trong liên minh biết hắn cũng không ít, chuyện này cũng không có gì để cảm thấy kỳ quái, người ngoài đều biết thân thể của hắn bị thương, hiện tại vậy mà hắn đi đến nơi này, có chỗ nghi hoặc cũng là bình thường, cho nên Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều, trùng gia hiển nhiên là một người vô cùng nhiệt tình, cũng không sợ lãng phí thời gian của mình, dẫn theo Hàn Sâm cùng nữ hoàng đi lòng vòng xung quanh nói rất nhiều cấm kỵ ở xung quanh vạn trùng xâm lâm cho bọn hàn sâm cuối cùng còn cho hắn và nữ hoàng mỗi người một con thú hồn dùng vật côn trùng hai cánh đều đã nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu biết rõ hàn sâm sẽ dừng lại ở chỗ này trong một khoảng thời gian nữ hoàng liền đi ra ngoài săn giết dị sinh vật cô gái này ngay cả một khắc thời gian cũng không muốn chậm trễ sau khi hàn sâm chuẩn bị một ít gì đó liền trực tiếp đi tới vị trí trung ương của vạn trùng xâm lâm đối với siêu việt giả bình thường mà nói sao huyệt dị sinh vật chính ở từ địa nhưng đối với hắn mà nói thì lại là một bảo tàng khổng lồ. Nếu như chứng dị sinh vật bên trong đã tiến hóa thành sinh vật siêu cấp thần huyết, chuyện đó đối với Hàn Sâm thì không thể tốt hơn rồi. Một sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy, Hàn Sâm hiện đại là gặp một con giết một con, tuyệt đối sẽ không nâng tay, bởi vì hiện tại Hàn Sâm chỉ còn thiếu siêu cấp thần gen, trên đường gặp phải dị sinh vật căn bản là hắn không có hứng thú giết, trực tiếp vỗ cánh bay qua, những dị sinh vật đó cũng không thể đuổi kịp cánh huyết yêu long. Hàn Sâm trực tiếp bay ngang qua bầu trời, không bao lâu đã thấy bên trong rừng rậm có một ngọn núi kỳ dị hình hoa sen, đó chính là địa hình hoa sen sinh mệnh vô cùng điển hình dẫn vào xào huyệt dị sinh vật, bay thẳng vào bên trong ngọn núi hình hoa sen. Lập tức nhìn thấy ở bên trong ngọn núi kia có rất nhiều đại giáp trùng màu vàng, từng con đều lớn cỡ cái cối xay, mọc ra sừng màu vàng có hình thù kỳ quái, móng vuốt giống như là răng cưa, ít nhất cũng có hơn 100 con đại giáp trùng màu vàng như vậy nằm ở các nơi trên vách núi đá. Sinh cơ của đám đại giáp trùng này cũng không mạnh, tối đa cũng chỉ là sinh vật biến dị. Hàn Sâm tự nhiên lười đi giết bọn nó, đi thẳng tới vị trí trung tâm ngọn núi hoa sen, quay nhiên thấy được một cửa động thẳng đứng giống như miệng giếng, đúng là lối vào sò huyệt dị sinh vật nhìn thoáng qua vào bên trong không thấy được dị sinh vật ý niệm của hàn sâm khẽ động áo giáp ma huyết đường lang siêu cấp thần huyết liền xuất hiện trên người kỵ sĩ phản nghịch cũng được gọi ra để cho kỵ sĩ phản nghịch đi vào trước hàn sâm cũng đi vào theo trong con đường bằng đá uốn lượn cũng không có tung tích của dị sinh vật mãi cho đến chỗ vách tường dị tinh thể thấy vách tường dị tinh thể kia đã bị vỡ tan hiển nhiên là đã có người đến đây, hơn nữa đã đánh nát vách tường dị tinh thể tiến vào bên trong. Hàn Sâm đi vào bên trong quan sát, không khỏi ngây ra một lúc, bên trong cũng không nhìn thấy dị sinh vật nào, hoặc nói là không nhìn thấy dị sinh vật còn sống nào. Dưới ánh sáng màu xanh của dị tinh chiếu xạ dạ xuống, Hàn Sâm thấy được ở bên trong có rất nhiều giáp sắc đứt đoạn, những giáp sắc đó có lớn có nhỏ, trên cơ bản đều đã vỡ vụn, đứt gãy vô cùng bất quy tắc, xem ra giống như là đã bị thứ gì đó dùng sức xé rách ra. Bên trong đám giáp sắc đứt gãy, loại lớn thì như toa xe lửa, loại nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, chồng chất ở khắp nơi bên trong xào huyệt, cơ hồ lấp kín những xào phòng kia luôn, kỳ quái, chẳng lẽ là người tiến vào lúc trước đã giết sạch dị sinh vật trong xào huyệt này rồi trong lòng hàn sâm hơi có chút nghi hoặc hắn ở trong trùng xào tí hộ sở đã nghe nói tới chuyện hai người kia đi nhầm vào xào huyệt dị sinh vật một người trong đó đã trực tiếp chết ở trong xào huyệt một người khác trốn ra khỏi nhưng mà vì bị thương quá nặng không lâu sau cũng đã chết đi rồi không nghe nói tới chuyện bọn họ có thực lực như vậy lại có thể giết sạch dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật hay là nói trừ bọn họ ra còn có những người khác đã tới xào huyệt dị sinh vật này giết dị sinh vật bên trong đi hàn sâm không nhịn được hơi có chút thất vọng nếu như chứng dị sinh vật đã bị đánh vỡ vậy trứng này coi như là hắn đã đi không nhưng mà đã đến đây rồi, nếu như không tận mắt nhìn thấy chứng dị sinh vật bị đánh vỡ, Hàn Sâm cũng không cam lòng cứ trở về như vậy, vì vậy liền ra lệnh cho kỵ sĩ phản nghịch ở phía trước mở đường, tiếp tục đi vào trong xào huyệt dị sinh vật, bốn phía đều là giáp xác của dị sinh vật dạng côn trùng, hơn nữa đều là loại tàn đoạn nghiền nát kia, Hàn Sâm nhìn thấy vậy không nhịn được liền hơi nhíu mày, chương 1124, thẻ kim loại những giáp xác bị đứt gãy này thoạt nhìn vô cùng cổ quái, giống như là lá thép bị xé ra, nhìn tới đã biết không phải là thương tích do binh khí gây ra, khắp nơi bên trong xào huyệt dị sinh vật đều là loại giáp sắc nghiền nát này, ngay cả một con dị sinh vật còn sống cũng không có. Đi thẳng đã vào tận cùng bên trong của xào huyệt dị sinh vật, cũng không thể gặp được một vật còn sống, trứng dị sinh vật quả nhiên cũng không còn. Rốt cuộc là ai trước một bước giết dị sinh vật nơi này, đánh nát chứng dị sinh vật đây, là nhân loại hay là dị linh? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, hiện tại suy nghĩ gì cũng đã vô dụng, Hàn Sâm đang chuẩn bị rời khỏi xào huyệt dị sinh vật, trong lòng lại đột nhiên kinh sợ, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lưng đầu cảm thấy ớn lạnh, Hàn Sâm mạnh mẽ quay người đấm ra một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, gai nhọn trên nắm tay áo giáp cùng một cái móng vuốt màu xanh sẫm đụng vào nhau, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, lập tức đánh bay Hàn Sâm ra ngoài, đụng nát rất nhiều xà phòng dị sinh vật. Kỵ sĩ phản nghịch lập tức nghênh đón, Hàn Sâm cố nén khí huyết quay cuồng ở bên trong lồng ngực từ trong xà phòng vỡ vụ leo ra, chỉ thấy đang cùng kỵ sĩ phản nghịch đánh nhau là một con nhện lớn toàn thân màu xanh sẫm tản ra ánh kim loại, con nhện kia lớn chừng một căn phòng trên móng vuốt mọc đầy lông tơ tựa như bàn chải thép màu xanh sẫm kỵ sĩ phản nghịch đánh tới một quyền lại chỉ thấy trong miệng con nhện lớn kia phun ra tơ nhện màu trắng lập tức dính lên bên trên quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch lực lượng của kỵ sĩ phản nghịch mạnh mẽ nhưng mà tơ nhện kia lại dính vô cùng kỵ sĩ phản nghịch cầm lấy tơ nhện dùng sức lôi kéo tơ nhện lập tức giống như là da gân bị kéo ra nhưng không hề bị kéo đứt trái lại tơ nhện lại dính lên trên tay kỵ sĩ phản nghịch tơ nhện trong miệng con nhện lớn màu xanh sẫm không ngừng phun ra vũ lực của kỵ sĩ phản nghịch dù mạnh như thế nào đi nữa thực sự cũng không có biện pháp gì thoát khỏi những tơ nhện vô cùng dính kia rất nhanh kỵ sĩ phản nghịch đã bị tơ nhện phun đầy người lôi kéo như thế nào cũng không lôi kéo đứt được hành động bị trói buộc rất lớn Mành. móng vuốt giống như kim loại của con nhện kia đâm lên trên người kỵ sĩ phản nghịch, để lại trên khải giáp của kỵ sĩ phản nghịch một vết sâu. Mặc dù không đâm thủng được áo giáp, nhưng cũng đã vô cùng dọa người. Càng quan trọng hơn là kỵ sĩ phản nghịch bị tơ nhện dính lấy, không có cách nào phát huy ra sức mạnh của bản thân, hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, bị móng vuốt của con nhện kia không ngừng tấn côn xé rách, vết thương trên khải giáp ngày càng nhiều phát ra tiếng ma sát rèo rèo chói tai hàn sâm rốt cuộc đã biết những giáp giác đó là như thế nào khác với suy đoán lúc trước của hàn sâm dị sinh vật nơi này cũng không phải là bị nhân loại hoặc là dị linh giết chết mà là bị con nhện to lớn này giết chết giáp giác đều là bị móng vuốt của con nhện lớn kia đâm thủng xé rách chỉ sợ là máu thịt bên trong đều bị nó ăn hết con nhện này chắc là sinh vật siêu cấp thần huyết do chứng dị sinh vật ấp ra đi tính tình của nó vô cùng hung tàn thậm chí ngay cả dị sinh vật sinh ra trong cùng một xào huyệt đều nuốt luôn hàn sâm thấy kỵ sĩ phản nghịch rơi xuống hạ phong trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chứng dị sinh vật không bị người khác đánh vỡ còn ấp nở ra sinh vật siêu cấp thần huyết không có chuyện gì may mắn hơn chuyện này mắt thấy kỵ sĩ và nghịch chỉ còn đứng chịu đòn hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra thú hồn kim ô biến thân thành tam trào kim ô dùng huyết mạch mình thần kinh mở ra chín đạo hóa ghen huyết diễm trên người bốc lên trực tiếp bay nhào tới con nhện lớn kia con nhện lớn thét vang lên chói tai phun tơ nhện tới chỗ hàn sâm nhưng đáng tiếc là tơ nhện kia vừa gặp phải huyết diễm lập tức đã bị bốc cháy căn bản không dính lên trên người Hàn Sâm được. Hàn Sâm một bóng vuốt chụp tới, đã kéo giáp sát trên lưng con nhện lớn ra một lỗ hồng lớn, dòng máu màu xanh lục lập tức từ bên trong chảy ra, trong miệng phun ra huyết diễm, nhưng không phun về phía con nhện lớn kia, mà là phun về phía kỵ sĩ phản nghịch. Tơ nhện dính ở trên người kỵ sĩ phản nghịch gặp phải huyết diễm liền trực tiếp bị đốt thành cho, kỵ sĩ phản nghịch lập tức khôi phục tự do. Hàn Sâm cùng kỵ sĩ phản nghịch liên thủ lao thẳng tới con nhện lớn, năng lực phun tơ nhện của con nhện lớn kia vừa vặn bị huyết diễm khắc chế, hơn nữa còn bị vầng sáng phản nghịch làm cho suy yếu, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Sâm, trên người bị kim ô ra từng vết máu ở bên trong rào huyệt dị sinh vật này con nhện lớn liền chỗ để đào tàu cũng không có sau khi bị kỵ sĩ phản nghịch ngăn chặn lưới ra không hơn một giờ đã bị hàn sâm chộp nát đầu săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết tàn nhẫn chi chu vương không đạt được thú hồn thì không thể ăn thu được gen sinh mệnh tinh hoa hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen mặc dù không đạt được thú hồn nhưng mà hàn sâm đã vô cùng hưng phấn vốn cho là sẽ không thu hoạch được gì nhưng lại có thể lấy được một viên gen sinh mệnh tinh hoa đây đã vượt ra khỏi mong muốn của hàn sâm nhưng mà có chút kỳ quái là sau khi thân thể của tàn nhẫn chi Chu vương phân giải trong thân thể ngoại trừ một viên gen sinh mệnh tinh hoa màu xanh đen ra còn rơi ra một vật khác nữa sau khi hàn sâm nhìn thấy vật đó lập tức kinh ngạc khá to miệng đó là một tấm thẻ kim loại có khắc đồ án cửu mệnh huyết miêu thẻ kim loại chỉ lớn bằng bàn tay toàn thân đỏ thẫm như máu chính diện có khắc một cái đồ án cửu mệnh huyết miêu đầu đuôi liền nhau mặt sau có khắc một con số bảy bằng cổ văn hàn sâm nhặt tấm thẻ kim loại lên lật trái xem phải cũng không nhìn ra manh mối gì không biết vì sao mà tấm thẻ này lại ở trong bụng con nhện, đành phải thu tấm thẻ kim loại vào trước đã nhặt lấy viên ghen sinh mệnh tinh hoa do tàn nhẫn chi chu lưu lại hàn sâm lại dạo qua một vòng ở bên trong xào huyệt sau khi xác định không còn sinh vật sống nào khác lúc này mới rời khỏi xào huyệt dị sinh vật sau khi hàn sâm trở lại trùng xào tí hộ sở lại hướng trùng ra nghe ngóng một ít tình huống xung quanh kết quả là đáp án lấy được lại để cho hắn có chút thất vọng ở trong vạn trùng xâm lâm cũng không có dị sinh vật nào đặc biệt mạnh mẽ chỗ đáng sợ nhất chính là cái xào huyệt dị sinh vật kia ngoại trừ kinh cước tùng lâm cùng thủy vực kia ra ở đây liền không có địa phương nào khác tương đối kỳ quái sao hàn sâm vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp thủy vực bên kia hàn sâm cũng không dám đi trước đó lúc ngư vương đi qua thủy vực kia hắn nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật kinh khủng nhượng bộ tránh đi chỉ là những dị sinh vật kinh khủng đó không phải là hàn sâm hiện tại có thể giải quyết cho nên hàn sâm sẽ không đi tới bên kia săn giết dị sinh vật để tránh cho bọn chúng nổi giận bên trong kinh cước tùng lâm càng có vô số điều thần bí không có tí hộ sở dưới mặt đất với tư cách là chỗ dựa hàn sâm cũng không dám đi loạn ở bên trong trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy chỗ nào có thể săn bắn sinh vật siêu cấp thần vết cả nói tới địa phương kỳ quái trong vạn trùng lâm này thật sự là có một chỗ trùng gia trầm ngâm nói chỗ nào hàn sâm lập tức hứng thú nhìn trùng gia hỏi trùng gia nhớ lại trong chốc lát mới lên tiếng chỗ tương liên giữa vạn trùng xâm lâm cùng kinh cước tùng lâm có ba ngọn núi đá nhỏ cao cũng chỉ tầm bốn năm trăm mét ba ngọn núi xếp thành hình chữ phẩm tạo thành một cái hẻm núi thực vật vùng này phong phú coi như là bên ngoài kinh cước tùng lâm cũng có kinh cước thành phiến nhưng mà chỉ có ở bên trong thung lũng kia lại không có một ngọn cỏ liền kinh cước cũng không sinh trưởng được sau khi dị sinh vật đi vào cũng không còn thấy chúng nó đi ra nữa hơn nữa thường cách một đoạn thời gian ở bên trong thung lũng kia còn có thể nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non quỷ dị không nói thành lời dừng một chút chúng ra còn nói thêm tôi đã tới vạn trùng xâm lâm nhiều năm như vậy cũng không dám đi vào hẻm núi kia Bên trong đến cùng có gì cũng không nói rõ ràng được, nhưng mà khẳng định bên trong không phải là vùng đất tốt lành gì, cậu nghe một chút vậy thôi, ngàn vạn lần đừng đi vào chỗ đó. Hàn Sâm trong miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, không phải vùng đất tốt lành là được rồi, tôi tìm chính là loại địa phương đó, không phải nơi nguy hiểm tôi cũng không thèm đi. Hàn Sâm hỏi rõ vị trí hẻm núi, trong miệng nói là miễn để bản thân khỏi đi lạc vào trong đó, trên thực tế là định đi vào trong hẻm núi xem rõ ngận ngành, nói không chừng bên trong còn có sinh vật siêu cấp thần huyết. Chương 1125. Động Huyền Kinh đệ ngũ trọng hiện tại Hàn Sâm đã có 3 viên gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng mà ngay cả một viên cũng chưa hấp thu xong, tốc độ hấp thu chậm tới mức giận sôi, xem ra phải mau chóng mở ra khóa gen mới được, nếu không cho dù lấy được gen sinh mệnh tinh hoa cũng khó có thể hấp thu. Hàn Sâm cũng từng có ý nghĩ đi mua loại gen dịch có thể xúc tiến hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng mà cuối cùng vẫn buông tha cho, thứ nhất là thứ kia quá đắt, hiện tại đang bị mấy phe thế lực trong liên minh lũng đoạn, thứ hai là Hàn Sâm cũng không biết đến cùng vật kia có tác dụng phụ hay không, dưới tình huống mình có thể hấp thu thì cũng không nên dùng linh tinh, suy nghĩ nhiều lần, Hàn Sâm quyết định mở ra đạo khóa gen thứ năm trước, sau đó lại đi tới hẻm núi kia nhìn xem, hắn đã sớm mở ra bốn đạo khóa gen, đạo khóa gen thứ năm bởi vì bị thương nên vẫn còn chậm chạp chưa mở ra, cũng không thể nói là chưa mở ra, ở chỗ của hóa thân của đại thiên ma đã từng mở ra một lần rồi, nhưng về sau lại đóng lại, cũng không có chính thức mở ra, Hàn Sâm ở bên trong tí hộ sở toàn lực tu luyện động huyền kinh, bởi vì thể chất của hắn đã sớm vượt qua tiêu chuẩn mở ra đạo khóa gen thứ năm lại đã từng mở ra đạo khóa gen thứ năm một lần, mặc dù một lần kia cũng không phải là thật sự mở ra, nhưng cũng cho Hàn Sâm một ít kinh nghiệm quý báu, giúp cho hắn rất thuận lợi mở ra đạo khóa gen thứ năm trong nháy mắt động huyền kinh tiến vào đệ ngũ trọng mở ra đạo khóa gen thứ năm hàn sâm cảm thấy bên trong đầu óc của mình tựa hồ có đồ vật gì đó răng rắc một tiếng vỡ vụn lần này phạm vi của động huyền khí không hề mở rộng nhưng mà ở trong phạm vi của động huyền khí hàn sâm cảm thấy hình như có chức khác biệt động huyền khí trước kia hàn sâm có thể đề cao linh giác trên phạm vi rộng đồng thời có năng lực che đậy thất cảm hiện tại năng lực che đậy thất cảm không hề được tăng cường nhưng mà linh giác tựa hồ được đề cao thêm vẫn là đệ bát thức nhưng mà hiện tại lúc hàn sâm tập trung động huyền khí lên một người nào đó lại có thể mơ hồ cảm giác được một chút ý nghĩ của bọn họ. Hàn Sâm dùng động huyền khí nhìn quét ra ngoài, ở trong một căn phòng gần đó, một người tên là Vương Lâm đang phân giải thi thể của một con dị sinh vật, mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng mà Hàn Sâm tựa như có thể nghe thấy y đang nói, ăn hết thịt của con sinh vật biến dị này, nên biến dị của mình sẽ có thể đạt tới 76 điểm, khoảng cách toàn mãn cũng không xa. Nếu như chỉ là phán đoán của Hàn Sâm, không có khả năng cảm giác được cặn kẽ như vậy, Hàn Sâm xác thực mình có thể ở dưới trình độ nhất định nghe được tiếng lòng của người khác, hoặc nói là tiếp thu được sóng não tư duy của bọn họ. Hàn Sâm lại quét mắt tới những người khác, càng thêm xác định là như vậy không thể sai, thân hình của Tiểu Mỹ thật là nóng bỏng, tối hôm qua chơi đùa làm eo của mình sắp gãy rồi, hôm nay đi mua hai bình thần du, đêm nay không chém giết tới cùng thì không thôi, hôm nay đi nơi nào săn giết dị sinh vào đây, đi săn giết tam xoa trùng quá nguy hiểm, săn giết ngọc xí trùng mặc dù không có nguy hiểm gì lớn, nhưng mà đối với việc tăng lên gen của mình đã không có hiệu quả quá lớn nữa, móa nó, tên vương bát đàn họ Lý kia cũng dám bịp mình lần sau để cho mình đụng phải y nhất định phải chơi chết y mới được chỉ cần là nhân loại ở trong động huyền khí hàn sâm tập trung tư duy ở trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được một chút tiếng lòng của bọn họ nhưng mà có thể nghe được cái gì thì cũng không phải là hàn sâm có thể lựa chọn bình thường hàn sâm có thể nghe được tiếng lòng đều là ý niệm mãnh liệt nhất hiện tại của những người kia không biết có thể nghe được tiếng lòng của dị sinh vật hay không trong lòng hàn sâm hơi động tập trung ở trên người bảo nhi đang ăn đồ ăn vặt ở một bên đáng tiếc là hàn sâm không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng gì ở trên người bảo nhi không khỏi có chút thất vọng hàn sâm liền đổi mục tiêu chú ý thành con tiểu hồng điều đứng ở trên đỉnh đầu bảo nhi sự việc làm cho hắn ngạc nhiên xảy ra hắn vậy mà thật sự có thể nghe được một chút tiếng lòng của tiểu hồng điều ăn 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 cả ngày chỉ biết ăn cũng không biết chia cho tôi một chút đúng là quá ghê tởm hàn sâm hưng phấn không thôi đứng dậy rời khỏi tí hộ sở đi vào trong vạn trùng xâm lâm đi nghe tiếng lòng của những con dị sinh vật kia ăn 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 nói đói đói hàn sâm phát hiện ra tư tưởng của những con dị sinh vật cấp thấp kia rất đơn giản tinh khiết căn bản không có suy nghĩ nào dư thừa thí nghiệm hồi lâu hàn sâm đã có nhận thức đại khái đối với đạo khóa gen thứ năm của động huyền kinh chỉ cần là sinh vật phát ra tiếng lòng thì hắn có thể nghe được nhưng mà phải là loại tiếng lòng rất mãnh liệt thì mới có thể nghe rõ ràng nhu cầu càng mãnh liệt hàn sâm càng nghe được rõ ràng trái lại sẽ trở nên mơ hồ không rõ hàn sâm đang suy nghĩ xem loại năng lực này đến cùng có thể làm được gì che đậy thất cảm là năng lực rất mạnh nhưng mà trên cơ bản thì sinh vật siêu cấp thần huyết đều đã mở ra để bắt thức tác dụng che đậy thất cảm kỳ thật không được coi là lớn mà loại lực lượng tương đối mơ hồ này thật sự khó mà nói có tác dụng hay không bình thường xác thực là không có ích lợi gì nhưng mà dùng tốt có lẽ sẽ có tác dụng lớn ngoại trừ linh giác tăng cường ra năng lực mô phỏng ký tức của động huyền kinh cũng đã tăng lên một tầng giúp cho hàn sâm có thể mô phỏng ra độ tương tự rất cao tốc độ luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa cũng tăng nhanh hơn không ít đúng là có chút mong chờ nếu như luyện động huyền kinh đến đệ cửu trọng không biết là mình có thể trực tiếp xem thấu tất cả tư duy của người khác hay không nếu như có thể làm được vậy thì thật sự là quá mạnh mẽ hàn sâm biết điều này vô cùng có khả năng tên của động huyền kinh đã có ý nghĩa là động phá huyền cơ huyền cơ tức là thiên cơ liền thiên cơ đều có thể nhìn xem đương nhiên tư duy nhân loại cũng có thể nhìn ra được. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức luyện động huyền kinh đến đệ cửu trọng, mở ra đạo khóa gen thứ 9, nhưng đáng tiếc là động huyền kinh không có đường tắt để đi, chỉ có thể tự mình dần dần tu luyện. Hàn Sâm vừa suy tư vừa trở lại thí hộ sở, vừa mới tiến vào thí hộ sở liền thấy Trùng Gia đang chuẩn bị sắp đi ra ngoài, hai người đi tới đối mặt với nhau, Hàn Sâm theo bản năng dùng động huyền khí đảo qua Trùng Gia, lập tức nghe được một âm thanh mãnh liệt cơ hồ giống như là đang hò hét, không có khả năng chuyện này sao có thể hàn kính chi không có khả năng có đời sau hắn cũng không thể nào là đời sau của hàn kính chi nhưng mà vì sao thái gia gia của hắn lại tên là hàn kính chi như thế nào trên người hắn lại có cửu mệnh huyết miêu không đúng chuyện này quá kỳ quái trong nháy mắt hàn sâm nghe được tiếng lòng của trùng gia thân thể không khỏi run lên một cái trùng gia vậy mà biết rõ hàn kính chi lại còn biết rõ trên người hắn có cửu mệnh huyết miêu nếu như nói là trùng gia điều tra hàn sâm biết rõ thái gia gia của hàn sâm tên là hàn kính chi thì cũng không kỳ quái nhưng mà làm sao trùng gia lại biết trên người hàn sâm có cửu mệnh huyết miêu được hàn sâm nghĩ đến lần thứ nhất mình nhìn thấy trùng gia trong mắt trùng gia lóe lên vẻ cổ quái hiện tại hồi tưởng lại tựa hồ là trùng gia đã nhìn thoáng qua vị trí bộ ngực của hắn tựa hồ đúng là vị trí đeo cửu mệnh huyết miêu chỉ là ở bên ngoài cửu mệnh huyết miêu còn có áo giáp trùng gia lại có thể cảm ứng được cửu mệnh huyết miêu ở trên người hàn sâm chuyện này khiến cho hàn sâm cảm thấy vô cùng không đơn giản trùng gia này nhất định có liên quan gì với hàn kính chi còn có huyết mạnh giáo ánh mắt của hàn sâm nhìn chằm chằm vào trùng gia hận không thể bổ đầu óc của ông ta ra xem đến cùng là ông ta biết những thứ gì